Thầy An mến chào các em học sinh. Ở video này chúng ta cùng nhau làm bài tập ở trang 59-60. Chúng ta đi vào câu 1. Theo cái trang web này, vào ngày 11 tháng 2 năm 2020, dân số thế giới là 7.762.912.358 người. Sử dụng số thập phân để viết dân số thế giới theo đơn vị tính là tỷ người. Sau đó làm tròn số thập phân đó đến hàng phần 10, hàng phần trăm. 7.762.912.358 người. Bây giờ mình làm tròn, không phải làm tròn, mà là sử dụng số thập phân để viết dân số thế giới theo đơn vị tính là tỷ người. Đây là người, muốn viết theo đơn vị tính là tỷ người thì chúng ta sẽ chia bảng này cho 1 tỷ nha. Mình chia bảng này cho 1 tỷ. 1 tỷ là có 9 số 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Có nghĩa là chia cho 1 tỷ là chúng ta đặt cái phẩy ở đây ha. Như vậy thì chúng ta được là 7.762.912.358 tỷ người. Đó. Mình sử dụng số thập phân để mình viết dân số thế giới theo đơn vị tính là tỷ người. Hoặc là mình có thể đổi nhanh nè. Thay vì mình chia cho 1 tỷ, mình đổi nhanh nè. Mình đọc nè. 7.762.000.000, đúng không? 7 tỷ, mình đặt cái phẩy sau số 7 này. Bởi vì 7 tỷ mà, đặt cái phẩy ngay chỗ này luôn. Là xong. Đó là cách mà đúng. Chúng ta đổi nhanh ha. Rồi câu A. Bây giờ người ta bảo mình mới làm tròn cái số thập phân này đến hàng phần 10. À, làm tròn số thập phân đó đến hàng phần 10. Làm tròn số thập phân đó đến hàng phần 10 ha. Phần 10 ta được hàng phần 10. Đây, hàng phần 10 là hàng này ha. Hàng này chúng ta gọi là hàng làm tròn luôn. Thì mình nhìn cái số ngay bên phải, mình thấy là số này lớn hơn 5. Cho nên chúng ta tăng lên số lần trước một đơn vị. Được chưa? Như vậy thì 7 mình tăng lên một đơn vị là 8. Chúng ta được 7.8. 7.8. Còn các số sau dấu phẩy mà nó nằm ở phần thập phân thì chúng ta có thể bỏ đi. Đó. Làm tròn số thập phân đó đến hàng phần 10 ta được 7.8 tỷ. Được chưa? Tỷ. Tương tự như vậy, câu B. Câu B là làm tròn số thập phân đó đến hàng phần trăm. Đến hàng phần trăm ta được, hàng phần trăm là hàng này nha, là số 6 này, hàng phần trăm nè. Chúng ta nhìn sang bên phải, chúng ta thấy bạn này bé hơn 5, nên chúng ta giữ nguyên. Như vậy chúng ta được 7.76. Còn các bạn này chúng ta bỏ đi, bởi vì nó nằm ở phần thập phân. Mình được 7.76 tỷ. Ok chưa? Rồi, chúng ta xong bài 1. Rồi, chúng ta qua bài 2. Một bánh xe hình tròn có đường kính là 700mm chuyển động trên một đường thẳng từ điểm A đến điểm B sau 875 vòng. Quãng đường AB dài khoảng bao nhiêu km? Người ta bảo mình là làm tròn kết quả đến hàng phần 10 và lấy pi bằng 3.14. Có nghĩa là bài này thế này. Mình có một cái bánh xe hình tròn, đường kính là 700mm. Đây là đường kính nè. Đây là 700 nha.
Rồi, cái bánh xe này chuyển động trên một đường thẳng từ điểm A đến điểm B sau 875 vòng. À, giả sử điểm A đây. Rồi, đây là điểm B. Sau 875 vòng nha. 875 vòng. Rồi. Người ta hỏi mình là quãng đường AB dài khoảng bao nhiêu km? Làm tròn kết quả đến hàng phần 10. Vậy chúng ta cần tính AB. Cần tính AB. Đó. Dài khoảng bao nhiêu? Mà mình có gì? Mình chỉ có đường kính của bánh xe. Và mình biết rằng là bánh xe nó quay 875 vòng. Các bạn chú ý nè, nếu mà các bạn lấy một cái điểm trên cái bánh xe nha, điểm này trên bánh xe, thì khi bánh xe lăn một vòng, lúc này bánh xe nằm ở đây chẳng hạn, thì cái điểm này nó quay xuống, nó lại nằm chỗ này đó, được chưa? Có nghĩa là một vòng thì bánh xe đi được như này, tiếp tục nó quay vòng nữa thì cái điểm này trên bánh xe này nó cũng quay lên đúng không, nó sẽ chạy lên đây, nó nằm xuống đây đó, hai vòng đó. Cứ như vậy nó quay 875 vòng. Như vậy thì muốn tính được quãng đường AB, chúng ta tính được cái khoảng này. Rồi mình lấy được cái khoảng này, mình nhân với 875 đúng không? Một vòng, hai vòng, đó cứ như vậy ha, 875 vòng. Cái khoảng này tính sao? Khi bánh xe nó quay thì nó chạm vào mặt đường. Và chúng ta thấy là cái khoảng này nó chính là bằng chu vi của cái bánh xe này. Được chưa? Khi bánh xe nó lăn thì cái chu vi này, cái đường viền của bánh xe này nó tiếp xúc với đường đúng không? Đó, khi bánh xe nó lăn nó tiếp xúc. Cho nên là từ đây cho tới đây chính là bằng chu vi của bánh xe. Đó. Như vậy thì bài này để mà tính được quãng đường AB, chúng ta sẽ đi tính chu vi của bánh xe. Có chu vi đó chính là có được cái khoảng AC, mình nhân cho 875 là mình sẽ được quãng đường AB. Đó, được chưa? Bài 2 nè. Chu vi là bằng pi nhân d nha. Pi nhân d. Đó, pi nhân d. Có nghĩa là lấy 3,14 nhân cho 700 thì chúng ta có được chu vi. Lời giải thứ nhất, chúng ta tính chu vi của bánh xe là chu vi là lấy đường kính nhân 3,14 nha, 700 nhân cho 3,14. Rồi mình có thể nhẩm 7 nhân cho 4 là 28. Viết 8 với 2. 7 nhân 1 là 7 với 2 nữa là 9. 7 nhân 3 là 21. Bình thường là mình nhẩm như vậy, nhưng mà ở đây là 700. Đó, nếu mà 7 nhân với 3,14, 7 nhân 3,14 chúng tôi được số này. Còn đây là 700 thì 1 2 số 0 này, bạn này dịch sang 1 2. Dịch số phải sang đây. Đó. Có nghĩa là chúng ta được là 2198. Được chưa? Đó, mình nhẩm như vậy. Đơn vị là mm nha. 2198 nha các bạn. Cái số 00 này nè, nó bù trừ cho hai số thập phân này. Đó. Tiếp theo, chúng ta tính quãng đường AB. Quãng đường AB dài. Một khoảng này nè là 2198 mm. Mà chúng ta có bao nhiêu khoảng các bạn? Mình có 875 khoảng. Được chưa? 875 vòng mà, có nghĩa là mình được 875 khoảng như vậy. Rồi, số này lớn quá thì lấy máy tính thì báo nha. Thì thử lại đây, 7 nhân 3,14. Chúng được 2198 đúng rồi. Tiếp tục nhân cho 875. Chúng ta được là 1.923.200
250. Đơn vị là gì các bạn? Bạn này đơn vị là mm, cho nên là bạn này cũng sẽ là đơn vị là mm. Xong chưa? Chưa. Đề bảo chúng ta là bao nhiêu km? Đó, bao nhiêu km? Thì từ mm đổi sang mét là chúng ta chia cho 1.000. Rồi tiếp tục đổi sang km, chúng ta chia 1.000 nữa. Đó, có nghĩa là mm đổi sang mét là dấu phẩy nằm ở đây. Còn đổi sang km thì dấu phẩy nằm đây. Được chưa? Đó. Mình được 1,923 250. Đơn vị là km. Nhưng mà đề biểu chúng ta là làm tròn kết quả đến hàng phần 10. Nha, làm tròn hàng phần 10 là hàng này. Đó. Thì mình nhìn sang bên phải mình thấy là bạn này bé hơn 5 cho nên chúng ta giữ nguyên bạn này. Lúc nào mình để số gần bằng ha, làm tròn mà, xấp xỉ, à, xấp xỉ. 1,9 km. Được chưa? Đó. Chúng ta xong rồi đó. Chúng ta xong bài 2 rồi. Ok chưa các bạn? Rồi, bây giờ mình qua bài 3. Ước lượng kết quả của các tổng sau theo mẫu. Người ta làm mẫu cho mình nè. Bài 3. Câu A. Mẫu là 119 cộng cho 52 thì gần bằng 119, người ta làm tròn đến hàng chục được 120. 52 làm tròn đến hàng chục, chúng ta được là 50. Đó, 120 cộng 50 là mình được 170. Được chưa? Tương tự như vậy thì câu A 221 cộng cho 38 gần bằng 221 làm tròn đến hàng chục. Hàng chục là hàng này. Chúng ta được là 220 cộng cho 38. 38 mà làm tròn đến hàng chục là hàng này thì chúng ta được là 40 đúng không? Bạn này lớn hơn 5, chúng ta làm tròn. Chúng ta tăng lên bạn trước một đơn vị là 40. Được chưa? Rồi, lúc này thì dấu bằng ha. 220 cộng cho 40 thì chúng ta được là 260. Đó, mình xong câu A. Câu B là số thập phân. 6,19 cộng cho 3,82 gần bằng. Mình xem người ta làm sao. Đây là 185,91 cộng cho 14,11. Người ta làm tròn 185,9. À, người ta làm tròn đến hàng phần 10. 14,11 người ta làm tròn 14,1. À, người làm tròn đến hàng phần 10 nha. Làm tròn đến hàng phần 10. Mình cũng bắt chước vậy, mình làm tròn hai bạn này đến hàng phần 10. Hàng phần 10 là hàng đây, ha, hàng này. Mình nhìn nhân số bên phải mình thấy là a bạn này lớn hơn 5 cho nên chúng ta tăng lên bạn hàng làm tròn một đơn vị là mình được 6,2 nha. 6,2 cộng cho ở đây là cái số bên phải là bé hơn 5 nên chúng ta giữ nguyên 3,8. Đó. Còn bạn này sau cái hàng làm tròn mà ở số phần nằm ở phần thập phân nên chúng ta có thể bỏ đi ha. Bạn số 2 này chúng ta có thể bỏ đi. 6,2 mà cộng 3,8 thì chúng ta được là bao nhiêu các bạn? Mình được là 10 nha, mình được là 10. Rồi, câu C. 11,131 cộng cho 9,868 gần bằng. Mình làm tròn đến hàng phần 10 là hàng này. Thì mình được 11,1. Còn những số này chúng ta có thể bỏ đi. Hàng phần 10 là hàng này. Mình nhìn sang bên phải mình thấy bạn này lớn hơn 5. Mình tăng lên bạn hàng làm tròn một đơn vị. Mình được 9,9. Còn hai bạn này chúng ta có thể bỏ đi ha. Nằm ở phần thập phân. Mình bỏ đi. Bằng 11 cộng 9 là được 20. Còn 0,1 cộng 0,9 là được 1 nữa là mình được 21. Rồi, mình qua câu D. Câu D là 31,189
cộng cho 27,811 thì gần bằng hàng phần 10 là hàng này. Nhìn sang bên phải, mình thấy số 8 lớn hơn 5 nên chúng ta tăng bảng này lên một đơn vị là mình được 31,2 đúng không? 31,2. Còn hai bảng này có thể bỏ đi. Bảng này nhìn sang bên phải, mình thấy là bé hơn 5 nên chúng ta giữ nguyên. Mình được 27,8. Còn hai bảng này nằm ở phần tập phân, chúng ta có thể bỏ đi. Mình được 27 cộng cho 31 là chúng ta được 58 đúng không? 58. Còn 0,2 cộng cho 0,8 nữa được 1 nữa là mình được 59. Rồi. Chúng ta xong bài 3. Mình qua bài 4. Ước lượng kết quả của các tích sau theo mẫu. Mẫu này 81 nhân cho 49. 81 thì người ta làm tròn là 80, có nghĩa là làm tròn đến hàng chục. 49 người ta làm tròn là 50, có nghĩa là người ta làm tròn đến hàng chục. Đó. Thì lúc này 80 nhân 50 thì mình được 4.000. Đó. Còn hai bạn này thì người ta làm tròn đến hàng đơn vị đúng không? 8,19 người ta làm tròn là 8. 4,95 người ta làm tròn là 5. Đó, người ta làm tròn đến hàng đơn vị. Mình cũng bắt chước như vậy. Câu A chúng ta sẽ làm tròn đến hàng chục. Còn câu B mình làm tròn đến hàng đơn vị. 21 nhân cho 39 gần bằng 21. Mình làm tròn đến hàng chục là 20. 39 chúng ta làm tròn đến hàng chục. Hàng chục đây, chúng ta được 40. 2 nhân 4 là 8. 2 số 0 này nữa là 0 0. Đó. Thì gấp tờ giấy lại cho các bạn dễ quan sát. Rồi. Mình xong câu A. Câu B. 1 0 1 nhân cho 95 bằng. Nếu mà giống như quy tắc ở trên đây, giống như quy tắc trên đây thì 101 chúng ta không không theo quy tắc này được, theo quy tắc này. Theo quy tắc này. Bởi vì đây là số nguyên mà, số nguyên làm tròn theo quy tắc này. Là mình làm tròn đến hàng chục đúng không? Làm tròn hàng chục là đây. Thì chúng ta được là bao nhiêu các bạn? 100 gần bằng nha. Mình làm tròn rồi. Gần bằng. Nhân cho 95 mà làm tròn đến hàng chục. Làm tròn đến hàng chục thì chúng ta cũng được 100 luôn. 100 nhân 100 thì chúng ta được là 10.000 đúng không các bạn? 10.000, 4 số 0, 1, 2, 3, 4. Đó. Còn trong trường hợp này thì theo thầy thì số 95 chúng ta không làm tròn, chúng ta giữ nguyên cũng được nha, mình giữ nguyên cũng được. Bởi vì 95 nhân với 100 cũng rất là đơn giản rồi ha. Nhưng mà thôi mình làm cho nó giống như cái mẫu của người ta thôi. Chứ còn cái số 95 trong trường hợp này mình không làm tròn cũng được. Rồi câu C. Câu C thì đây là số tập phân thì mình mới làm tròn giống như đây ha. Làm tròn giống như cái mẫu này. Câu C nè. 19,87 nhân cho 30,106. Giống như đây, có nghĩa là làm tròn đến hàng đơn vị đúng không? Làm tròn đến hàng đơn vị. Thì 19,87 làm tròn hàng đơn vị đây. Từ nhìn sang bên phải mình thấy là số 8 lớn hơn 5, cho nên chúng ta tăng lên số hàng làm tròn một đơn vị, chúng ta được là 20. Còn hai bạn này ở sau cái hàng làm tròn nằm ở phần thập phân nên chúng ta có thể bỏ đi. Bạn này cũng vậy, làm tròn hàng đơn vị là hàng này. Nhìn sang bên phải bé hơn 5, chúng ta giữ nguyên là 30. Còn các bạn này nằm bên phải hàng làm tròn mà nằm ở phần tập phân nên chúng ta có thể bỏ đi. 2 nhân 3 là 6. 2 số 0 nữa. Mình được 600. Câu D. Âm 10,11 nhân cho âm 8,19
92 gần bằng. Mình cũng làm tròn đến hàng đơn vị. Hàng đơn vị đây. Hàng đơn vị đây. Nhìn sang bên phải, a số 1 bé hàng 5 giữ nguyên là âm 10. Còn hai bạn này nằm ở phần thập phân. Chúng ta phải bỏ đi. Bạn này nhìn sang bên phải có 9 lớn hơn 5, chúng ta tăng bạn này lên một đơn vị là 9. Đó, chúng ta được âm 9. Còn hai bạn này nằm ở phần thập phân, chúng ta có thể bỏ đi. Âm 10 nhân âm 9 thì bằng 10 nhân 9. 10 nhân 9 là mình được 90. Rồi. Chúng ta xong ha. Chúng ta xong phần bài tập ở trang 59 60. À, cũng khá nhẹ nhàng thôi. Rồi, thầy An hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Thầy An chúc các bạn học tốt.